chào tất cả các bạn. Mình là Ngô Khuê. Năm nay mình 6 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thế giới đồ chơi. Các bạn thân mến, ai cũng có một món chơi riêng, một món đồ chơi riêng phải không nào? Còn mình thích nhất là món đồ chơi búp bê đấy. Bởi vì khi mình buồn, khi mình vui, nó luôn luôn ở bên cạnh mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích món đồ chơi nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!